Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Thì vấn đề hôm nay mình xin chia sẻ với anh chị em đó chính là cái vấn đề lựa chọn loại sản phẩm nào để chúng ta bán hàng online, bán hàng trên Facebook đúng không ạ? Rất nhiều bạn đang hỏi mình rằng là nên chọn sản phẩm như thế nào khi các bạn mới bắt đầu bán hàng online trên Facebook hay bán hàng online trên các nền tảng khác, thì các bạn đều băn khoăn về cái vấn đề là lựa chọn sản phẩm. Thì cái đầu tiên không phải là sản phẩm, các bạn nhé, lưu ý rằng cái ở đây không phải là sản phẩm, bởi vì cái sản phẩm nó đã tồn tại ở trên thị trường rất 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 lâu rồi, các bạn hình dung ạ. Cho nên là cái đầu tiên trong tư duy, trong cái công việc của mình, trong cái đầu của mình, các bạn muốn nghĩ đầu tiên đó chính là phân khúc khách hàng. Đấy, phân khúc khách hàng, cái đầu tiên là các bạn phải chọn lựa được cho mình cái phân khúc khách hàng, sau đó thì các bạn mới đi chọn lựa sản phẩm để phục vụ, để bán vào cái phân khúc đó, các bạn hình dung ạ. Chúng ta sẽ không chọn sản phẩm trước. Đầu tiên là chúng ta phải chọn được phân khúc khách hàng trước. Nếu như bạn chọn phân khúc khách hàng là học sinh sinh viên từ 18 cho đến 24 hoặc từ 18 cho đến 22, thì cái đối tượng phân khúc khách hàng này họ sẽ có cái hành vi mua hàng, đó chính là những cái sản phẩm giá rẻ. Còn nếu như bạn phục vụ những cái người có phân khúc khách hàng cao hơn, cao cấp hơn, hàng cao cấp hơn, thì họ sẽ sử dụng những cái sản phẩm có giá trị cao hơn. Và khi chúng ta lựa chọn phân khúc khách hàng, nó sẽ quyết định yếu tố, ở đây là lợi nhuận, yếu tố ở đây đó chính là giá thành. Thì khi các bạn phục vụ đối tượng đó chính là phân khúc thấp, là có thu nhập thấp, thì cái vấn đề đầu tiên các bạn luôn luôn gặp phải đó chính là về cạnh tranh về giá. Các bạn bán 10.000 thì người khác phải bán 9.000, vậy nên là khi các bạn tham gia lựa chọn cái phân khúc này, phân khúc khách hàng giá trị thấp này, thì các bạn đã lựa chọn sai. Còn cái sản phẩm thì sản phẩm nào cũng có thể bán được các bạn ạ, vì các bạn có thể thấy rằng là trên thị trường người ta đang bán, thì chứng tỏ sản phẩm đấy vẫn có cái sức tiêu thụ. Cái quan trọng là đây là các bạn bán hàng cho ai, thì việc đầu tiên các bạn cần xác định đó chính là phân khúc khách hàng. Việc thứ hai là các bạn cần lựa chọn sản phẩm phù hợp để bán vào phân khúc đấy, để bán vào phân khúc khách hàng. Thì ở đây nó có bốn cái kiểu sản phẩm, ví dụ như là sản phẩm ngôi sao, hay còn cái tên khác là hàng tre, hàng trending. Thì hàng trending này chúng ta sẽ tìm kiếm ở đâu? Thì xin thưa là các bạn có thể lên các sàn thương mại điện tử của nước ngoài, ví dụ như Taobao, 1688, Amazon, để các bạn xem rằng ở trên đó những cái sản phẩm nào bạn đang bán chạy, bạn đang rất là hot, đang bán rất là nhiều, thì những cái sản phẩm đấy nó thường sẽ là sản phẩm trending ở Việt Nam sau khoảng 1 tháng. Vậy đúng không ạ? Chứ nếu như các bạn cũng có thể là ví dụ như là Taobao này, Alibaba, Amazon, đấy, các bạn có thể xem cái xu hướng ở trên những cái trang thương mại điện tử này để các bạn chọn ra cái hàng trending. Thì hàng trending này là nó có cái lợi thế là cái lợi nhuận của nó rất là cao. Tuy nhiên là cái sản phẩm này nó chỉ được một thời gian ngắn thôi, thông thường nó được khoảng từ 1 tháng cho đến 3 tháng. Vậy nên là các bạn không nên ôm quá nhiều hàng, chúng ta chỉ ôm cái số lượng hàng nó vừa đủ cho cái tệp đấy thôi. Chúng ta phải test ra cái sản phẩm đấy nó phải ngon, có lượng đặt hàng. Ví dụ các bạn test khoảng độ 500.000 cho một cái sản phẩm và nó ra cái đơn rất là tốt, ví dụ giá thành cho mỗi đơn nó khoảng 50.000 chẳng hạn, 20.000 một đơn, thì các bạn hãy nhập hàng về và bán trong vòng, tính toán làm sao để bán trong vòng từ 15 đến 20 ngày thôi. Như vậy là ok, các bạn không nên quá tham ôm nhiều hàng. Tiếp theo là cái sản phẩm thuộc cái thị trường chó mực. Sản phẩm chó mực đấy, sản phẩm chó mực là cái gì? Là những cái sản phẩm cạnh tranh nhau về giá rất gắt gao, bán rất là rẻ, các bạn hình dung không? Bán rất là rẻ và cái biên độ lợi nhuận rất là thấp. Mình thấy rất nhiều bạn đang bán hàng với cái biên độ lợi nhuận cực kỳ thấp, đó chính là ví dụ 20 30 nghìn, ví dụ các bạn nhập 40 nghìn các bạn bán 60 nghìn, thì cái vấn đề đấy các bạn rất khó để bán trên Facebook. Bởi vì sao? Bởi vì một đơn hàng trên Facebook thì Facebook có nói rằng nó sẽ tối ưu cho chúng ta tầm khoảng rơi vào tầm khoảng 2 đến 5 đô, 2 cho đến 5 đô ra một đơn hàng, chi phí để ra một đơn hàng. Vậy nên là nếu như bạn bán sản phẩm chỉ có lãi 20.000 hoặc 50.000 thì rất là khó bán. Các bạn cần lựa chọn cái sản phẩm có biên độ lợi nhuận thấp nhất là 120.000 trở lên. Biên độ lợi nhuận, biên lợi nhuận này chưa trừ chi phí nhé, khoảng 120.000, 20k trở lên. Còn tốt nhất đó chính là phải 200.000 trở lên, 200k trở lên. Thì sau khi trừ chi phí vận chuyển này, chi phí đóng gói hàng này, chi phí nhân viên, chi phí marketing, thì các bạn ít ra các bạn cũng phải còn lãi được khoảng độ 50 cho đến 100 nghìn một đơn. Như vậy nó mới có
và hiệu quả, đúng không ạ? Tiếp theo là cái sản phẩm bò sữa hay là sản phẩm quay vòng. Đấy, sản phẩm bò sữa, sản phẩm quay vòng là những cái sản phẩm mà người tiêu dùng có thể sử dụng đi sử dụng lại. Cái biên độ lợi nhuận có thể là thấp, nhưng mà các bạn ví dụ các bạn bán một cái đồ sản phẩm đó, ví dụ một cái chai dầu gội đầu đi, thì cái biên độ lợi nhuận ở đây nó cũng có thể là rất là thấp, khoảng chỉ độ 10-20 nghìn thôi, nhưng mà tuy nhiên là các bạn sẽ có được cái vòng đời của khách hàng, vòng đời của khách hàng, và dùng kèm với đó là chúng ta sẽ bán những cái sản phẩm nó quay vòng. Và tốt nhất là chúng ta nên lựa chọn những sản phẩm quay vòng có giá trị cao, ví dụ như những cái mặt hàng là sản phẩm thực phẩm chức năng hoặc dược hoặc đông y, thì các bạn chạy những cái sản phẩm đấy thì nó sẽ có cái biên độ lợi nhuận cực kỳ cao, cực kỳ khủng, và nó sẽ quay vòng trong vòng 1 tháng cho đến 2 tháng đó, thì cái biên độ lợi nhuận ở đây nó sẽ tốt hơn cho các bạn. Và cái sản phẩm thuộc cái ba thứ ba là sản phẩm dấu hỏi, tức là sản phẩm này không biết là nó phải là hàng trending hay không, hay là hàng chó mực hay không, và hàng bò sữa không, tức là mình không phân định được cái sản phẩm đấy nó là như thế nào, thì ở đây chúng ta sẽ đi test sản phẩm thôi đó. Vậy nên là chốt lại đây là các bạn cần lựa chọn phân khúc khách hàng trước, sau đó lựa chọn sản phẩm phù hợp với phân khúc khách hàng, và cái giá bán nó phải có biên độ lợi nhuận chưa trừ chi phí quảng cáo nó rơi vào từ 120.000 trở lên, thì các bạn chạy quảng cáo nó mới có hiệu quả và tránh bị rủi ro. Các bạn hình dung ạ, tránh bị rủi ro. Lưu ý là chúng ta không nên lựa chọn những cái sản phẩm thuộc phân khúc cạnh tranh nhau về giá. Bởi vì sao? Bởi vì các bạn rất dễ bị cạnh tranh với Shopee là một, với đối thủ là hai, và thường là cạnh tranh về giá. Giá thì trên Shopee giá cực kỳ rẻ, mình tin chắc rằng các bạn sẽ không thể nào đọ lại được với Shopee. Vậy nên các bạn cần tránh những cái sản phẩm của phân khúc đó ra. Và cái số 3, cái số 3 là luôn đặt cho mình cái câu hỏi là tại sao người khác bán được, mình không bán được. Đó. Khi các bạn trả lời được cái câu hỏi này thì chắc chắn là các bạn sẽ bán được tất cả các sản phẩm, hình dung ạ. Và khi các bạn trả lời câu hỏi này thì các bạn sẽ loại bỏ được cái đau đầu, cái rắc rối bởi quảng cáo. Đó. Ok, thì đây là một cái chia sẻ ngắn thôi để giúp cho mọi người đang không biết bán cái sản phẩm gì, thì trước khi biết nên bán sản phẩm gì thì chúng ta phải lựa chọn phân khúc, cùng một đôi giày, cùng một cái quần bộ quần áo thì chúng ta bán cho học sinh sinh viên, hay bán cho người có gia đình, người đã đi làm, người có tiền, vân vân và vân vân. Thì đầu tiên các bạn cần phải lựa chọn phân khúc khách hàng trước đã, sau đó các bạn mới đi tìm sản phẩm để đáp ứng cái nhu cầu của phân khúc khách hàng của bạn. Ok, thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những cái video chia sẻ tiếp theo. Hy vọng cái video này sẽ giúp ích cho mọi người trong cái việc làm kinh doanh online. Nếu như thêm một cái gợi ý nữa, nếu như các bạn chưa có nhiều vốn thì các bạn nên bán hàng trên trang cá nhân và bán hàng trên hội nhóm thôi là được rồi, đừng có vội mà chạy quảng cáo làm gì. Bởi vì nếu như sản phẩm không tốt, lựa chọn phân khúc khách hàng không đúng, sản phẩm không tốt, biên độ lợi nhuận quá thấp, thì chạy quảng cáo chắc chắn là lỗ, không bao giờ có thể là có lãi được. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người, bye bye.